Nếu có nhiều người truy cập Internet từ bộ định tuyến của bạn, bạn có thể muốn giới hạn khi nào và bao nhiêu thông lượng sẵn có cho người đó. Chúng ta đã đề cập đến QSample, giải pháp tích hợp cho chúng ta về chất lượng dịch vụ. Nhưng việc thiết lập lệnh dựa trên thời gian cho từng thiết bị có thể khó khăn, và nó sẽ yêu cầu các tập lệnh và thiết bị đầu cuối mà DHCP list có thể thay đổi. Sẽ tốt hơn nhiều nếu như theo dõi các thiết bị dựa trên địa chỉ MAC của chúng, cùng với việc ai sở hữu thiết bị nào. Vì vậy, với một thay đổi nhỏ về cấu hình, một số thiết bị có thể bị loại bỏ hoặc áp dụng các cái cài đặt giới hạn. Trên thực tế, mặc dù tên là dùng để kiểm soát trẻ em, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng sử dụng chúng để kiểm soát các truy cập Internet của cả người lớn. Có lẽ bạn đang cho phép hàng xóm sử dụng Wi-Fi của mình. Sau đó, bạn có thể giới hạn băng thông của anh ấy vào buổi tối khi bạn ở nhà, nhưng lại cho phép toàn quyền truy cập vào ban ngày khi bạn đã đi làm. Đối với ví dụ thiết lập này, chúng tôi sẽ tiếp tục với chủ đề là trẻ em. Giả sử bạn có một đứa con và bạn muốn cho nó tập trung vào việc học ở các ngày trong tuần và bạn muốn nó đi ngủ đúng giờ. Nhưng vào cuối tuần, bạn cho phép con bạn xem phim 4K và chơi trò chơi thoải mái cả ngày. Và đây là cách bạn có thể thiết lập kiểm soát trẻ em cho con của bạn. Chỉ cần chuyển đến phần IP Kid Control và thêm con bạn làm người dùng mới, đặt giới hạn tốc độ. Điều này sẽ diễn ra theo mặc định và sau đó chúng ta sẽ chỉ cần chỉ định thủ công khi nào được phép tốc độ truy cập, khi nào được phép truy cập Internet ngay từ đầu và khi họ nhận được quyền truy cập không giới hạn của họ. Nếu bạn nhìn vào các thuộc tính, bạn có thể nhập. Bạn sẽ thấy có một số thuộc tính cho mỗi ngày và một loại thuộc tính khác bắt đầu bằng TUR- theo sau là tên ngày. Những cái đầu tiên là dùng để chỉ định thời gian khi họ truy cập Internet. Và đây, bạn kiểm soát được quỹ thời gian cho người dùng với tỷ lệ không giới hạn. Chúng ta hãy cùng thêm từng cái bột vào đây. Được rồi, giả sử như con của bạn được phép chơi từ lúc 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tôi sẽ sao chép cú pháp đó và áp dụng cho một vài ngày khác. Vào thứ sáu, tôi sẽ cho phép con tôi chơi đến nửa đêm. Vào thứ bảy thì con tôi sẽ có thể chơi từ đầu ngày cho đến nửa đêm một lần nữa. Nhưng vào chủ nhật thì bạn hạn chế từ nửa đêm đến 9 giờ tối. Với những điều chỉnh này, con tôi truy cập vào Internet nhưng chỉ với tốc độ là 1 MB trên giây, rất chậm. Vì vậy, nếu như chúng ta muốn cấp cho con của mọi người quyền truy cập không giới hạn vào cuối tuần, thì chúng ta cần phải áp dụng những giá trị như sau. Hãy thiết lập 0 TUR. Trong thực tế, ngay cả thứ sáu. Nếu bạn nhập một giá trị trong cửa sổ thời gian với giá trị TUR lớn hơn giá trị thông thường, sự chồng chéo sẽ bị bỏ qua. Trước hết, bạn phải cho phép truy cập Internet và sau đó bạn phải cho phép truy cập với tốc độ không giới hạn. Được rồi, đó là thiết lập lịch trình của người dùng. Bây giờ, tất cả những gì còn lại phải làm là thiết lập tất cả các thiết bị dành cho trẻ em vào hồ sơ người dùng này. Có thể thực hiện việc này bằng cách vào các tiêu mục của thiết bị và thực hiện Spring để hiển thị ra. Mọi thiết bị được kết nối gần đây sẽ được hiển thị ra ở đó. Nếu chúng chưa được kết nối nhưng bạn có địa chỉ MAC của các thiết bị hoặc là các thiết bị đó nhận được các IP tỉnh, bạn có thể thêm một các thủ công vào. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta sẽ chỉ gán những thứ này cho các cái thiết bị được kết nối gần đây dành cho những người dùng của chúng ta. Và còn một điều nữa, một cách khác bạn có thể làm đó là điều khiển cài đặt này từ điện thoại di động của mình. Nếu bạn có ứng dụng MicroTik Pro thì bạn có thể kết nối với bộ điều khiển này. Có một phần kiểm soát cục bộ ở đó. Bạn nhấn vào đó, bạn có thể xem các cài đặt mà chúng ta vừa áp dụng hoặc là thêm các hồ sơ mới. Theo mặc định,
có một số khoảng thời gian được đặt mà chúng ta có thể thiết lập dễ dàng trên này, chạm vào và kéo, nhấn vào tiếp theo, theo khoảng thời gian chặn hoặc tăng khoảng thời gian cho quyền được truy cập vào Internet. Và sau đó, khi bạn hoàn thành việc đó, bạn có thể lưu nó. Nếu như bạn muốn di chuyển các thiết bị chưa được cung cấp cấu hình hoặc từ cấu hình hiện có, bạn chỉ cần kéo thả vào cấu hình khác này. Đó là cách mà tôi sử dụng để kiểm soát quyền truy cập Internet cho người dùng trong router OS, cụ thể ở đây là cho trẻ em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. That's all there is to it. That's how you use kid control in router OS.